Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn nấm Ninh Chi của Hàn Quốc và đây là sâm khô và một số những cái sản phẩm khác của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay thì trên video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầu tiên là nấm Ninh Chi. Nấm Ninh Chi đây là một hộp 1kg các bạn ạ. Một hộp 1kg họ sẽ đóng gói như thế này và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem là một hộp 1kg loại 1 thì nấm nó sẽ to và đẹp như thế nào nhé. Tên. Và đây nấm sau khi mua và nhận được hàng thì nó sẽ như thế này các bạn ạ. Tuyệt vời không ạ? Rất là đẹp. Và trên nấm này thì nó có chứng nhận là sản phẩm nông nghiệp sạch đây các bạn ạ. Và sản phẩm này thì họ sẽ sản xuất trên một cái dây chuyền sạch và được chứng nhận. Và đây là những cái sản phẩm ở công ty này họ bán. Các bạn cũng có thể mua những cái sản phẩm khác. Nấm này thì nó rất là to và về nhà thì các bạn cắt có thể nó sẽ khó khăn, thì có cả nấm họ cắt nát ra rồi các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem là nấm nó như thế nào nhé. Họ đóng gói rất là cẩn thận và cái hộp này nữa rất là to và nặng các bạn ạ. Và đây, mở ra cho mọi người xem nào. Wow. Ok, open. Ôi, cái này nó làm rất là cẩn thận ấy. Đó. Oh my god, rất là đẹp. Nấm nó gọi là, đây là nấm loại 1 mọi người ạ. Đây là 1kg. 1kg này là 2 triệu Việt Nam đồng mọi người nhé. 2 triệu Việt Nam đồng. Và bây giờ em sẽ cho lên cân xem là. Bây giờ mình sẽ bật cân lên và cân xem là một cái lá sâm, lá nấm này sẽ là bao nhiêu. Bán sâm nhiều quá bây giờ cứ bị lẫn sang sâm các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ cho lên cân. Đầu tiên là cân cho về chế độ số 0. Dùng gì? Ok, bây giờ đang là cân số 0 mọi người nhé. Mình sẽ cân lên xem tất cả số nấm này là được bao nhiêu lạng. Đầu tiên thì cho cái to nhất đi. Được 170 này, 310 này, 460 này, 650 này, 780 này, 920 này. Ok, 1kg. Và đây như các bạn thấy thì cân nó rất là đủ và rất là chuẩn. Người Hàn người ta làm rất là chuẩn chỉ mọi người ạ. Không có bao giờ bị thiếu, chỉ có thừa thôi. Tại vì ở bên Hàn ấy họ bán hàng ấy, chất lượng đầu tiên, thứ hai là thương hiệu. Để tạo ra được một cái thương hiệu mà bán được lâu năm rồi là khách hàng nhiều ấy, họ phải làm rất là cẩn thận và chuẩn chỉ. Nên mọi người khi mà mua sản phẩm ở Hàn Quốc thì chắc chắn là yên tâm, sản phẩm chuẩn và chất lượng nhé. Và đây tất cả những cái nấm như thế này thì đây mọi người thấy mặt sau đây và đây là mặt trước. Nấm nó rất là đẹp, bóng loáng luôn và thơm nức mọi người ạ. Và nấm này là nấm trồng mọi người ạ, nấm họ trồng ở trong nhà lưới. Và đây là nấm Ninh Chi Hàn Quốc, nấm Ninh Chi. Và tất cả nấm này đều là nấm trồng hết nhé. Nấm tự nhiên thì nó nhỏ xíu thôi. Mình cũng có bán nấm tự nhiên. Nấm tự nhiên thì mình thường ra chợ và mua của người ta hái ở trên rừng ấy các bạn. Chuẩn 100% tự nhiên chứ không phải là nói là nấm tự nhiên mà lấy ở trong ruộng đâu. Và ở đây, đây là nấm trồng và nấm loại 1, 1kg là 2, 4, 6, 7 cái lá như thế này. 7 cái cây nấm như thế này là 1kg loại 1, 2 triệu Việt Nam đồng mọi người. Nếu mà ai mua thì ở trên YouTube, ở trên video mình có thông tin về Facebook và Zalo. Mọi người có thể liên hệ theo Facebook và Zalo đặt hàng. Đây là sâm khô Hàn Quốc. Sâm khô này thì một hộp là 300g như các bạn thấy, hộp thiếc. Hộp thiếc như thế này, Korean Red Ginseng. Một hộp như thế này giá là 1.700.000 Việt Nam đồng. Một hộp như thế này 1.700.000 Việt Nam đồng. Korea sâm. Và sâm này là sâm loại củ to các bạn nhé. Một hộp này thì có khoảng 10 tới 12 củ sâm. Và như các bạn biết thì hộp nó giống nhau, tuy nhiên thì ở bên trong cái ruột nó khác nhau, cho nên là giá cả nó cũng khác nhau. Mọi người để ý cái điều đó nhé. Và đây là một cái set sản phẩm mà một khách hàng họ đã mua. Ngày hôm nay thì mình sẽ đóng gói và gửi về Việt Nam cho khách. Các bạn thấy rất là tuyệt vời, rất là đẹp đúng không ạ? Mọi người nếu mà ai muốn mua một set như thế này thì cũng có thể alo với mình. Sâm và nấm này thì các bạn có thể mua để làm quà hay là để dùng hàng ngày, rất là hiệu quả và rất là tốt cho sức khỏe đấy mọi người ạ. Và tiếp theo thì đây là một set sâm khô mà mình tự phơi các bạn nhé. Sâm này là sâm 30 củ và các bạn thấy nó khô giòn luôn. Đó, khô giòn luôn mọi người ạ. Mọi người thấy nhá, tiếng đúng không ạ? Đây, nó khô và nó khô trắng, khô sạch, khô đẹp luôn. Và nấm sâm này là mình phơi ở nhà. Mình phơi sâm ở trong nhà này ấy. Ở trong nhà Hàn Quốc thì họ sử dụng một cái hệ thống gọi là hệ thống làm ấm trong nhà ấy, nó cho làm thế là cái không khí ở trong nhà khá là khô. Vì vậy là các cái sản phẩm mình để ở trong nhà nó sẽ khô rất là nhanh. Và nấm này thì người ta khuyên là không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nó sẽ làm giảm cái lượng vitamin ở trong sâm.
À, cứ nhầm thôi, sâm với nấm nó cứ nhầm hết cả lên mọi người ạ. Lên mọi người thông cảm với em nhé. Và sâm này thì 30 củ em mua với giá là 600.000 Việt Nam đồng. Và sau khi phơi ra thì nó được bằng này, để em xem nó được bao nhiêu lạng nhé. Và mọi người bây giờ đang nhìn thấy đây là số 0. Chỗ này xem nào. Khi mà em mua cái này tươi là 750g mọi người ạ. Tươi 750g 30 củ. Và bây giờ xem nào, được 190g. Được 190g sâm khô thôi, không được nhiều. Đó, và nếu mà mọi người ai mà muốn mua sâm khô này thì em cũng có thể gửi về cho mọi người. Ở Việt Nam mình thì cái thời tiết nó nóng mà khá là ẩm, cho nên nếu mà phơi không dưới ánh nắng thì rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà ở Hàn Quốc thì cái này em tự phơi, nói chung là rất là sạch sẽ và chuẩn luôn, khô đét các mọi người ạ. Một củ sâm như thế này xem nào. Cái này các bạn cũng có thể mua về này, xong rồi sao vàng nó đi rồi và chúng ta nấu trà. Chiều dài của nó cũng khoảng được hơn 20 cm. Củ nó thì thuộc loại củ sâm nhỏ thôi, không phải là sâm to. Sâm này thì nó phơi nó mới dễ khô, nhanh nhanh khô, chứ còn sâm to thì nó nước nó nhiều bên trong, cái củ nó to ấy, nó rất là khó khô. Đấy, các bạn mọi người có thể thấy đây là sâm khô. Và tiếp theo đây là sâm mật ong. Sâm mật ong thì là một gói 20 gói sâm như thế này. Một gói sâm mật ong này là 20g. Một hộp 20 gói này là 850.000 Việt Nam đồng. Đây là sâm mật ong mọi người ạ. Và bây giờ em sẽ bóc ra cho mọi người xem là ở trong thì sâm mật ong thái lát thì nó như thế nào nhé. Đầu tiên thì đây là những cái lát sâm. Đấy, sâm thì họ thái lát như thế này. Và sâm này thì họ đã ngâm mật ong cùng với một số những cái dược liệu rồi. Về thì chúng ta chỉ cần bóc ra như thế này và thì nó có vị ngọt ngọt đắng đắng. Nói chung là nó có vị mật ong, nó có vị sâm, rồi nói chung là rất là thơm. Và sâm này là sâm chuẩn 100% chứ không phải là họ thái cái gì họ cho vào đâu mọi người ạ. Chuẩn 100% là sâm nhé. Và đây sâm họ thái lát như thế này. Thì cô giống như là một củ sâm ấy, họ cứ thái từ đầu đến cuối rồi là họ đóng vào gói này thôi. Một gói này là 20g sâm mật ong thái lát. Và đây mọi người thấy sâm họ thái lát như thế này, sâm rất là ngon. Nhà em thì cứ hay mua về ăn cái lúc rảnh này, hoặc là đi làm đồng cũng có thể mang một gói lúc đói thì ăn. Ăn nó rất là giòn, ngọt và rất là ngon. Vị của nó thì ngọt ngọt đắng đắng mọi người ạ. Cái này thì có thể là người lớn ăn thì hợp hơn, trẻ em thì có vẻ nó hơi đắng một chút thì trẻ em có vẻ không thích. Cái này các bạn cũng có thể mua ăn ở trên công ty này, ví dụ như hay là chúng ta thích ăn vặt đấy, hay là ngồi xem phim cũng có thể ngồi nhăn 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 ăn rất là ngon mọi người ạ. À, ngon quá. Tuyệt vời. Mọi người ai muốn mua gì thì nhớ liên hệ với em nhé, Facebook, Zalo em có ghi ở đấy. Vậy là ngày hôm nay em đã giới thiệu đến mọi người nấm 1 kg là 2 triệu Việt Nam đồng, sâm khô đây là sâm mật ong 20 gói là 850.000 Việt Nam đồng, sâm khô như thế này một hộp là 1.700.000 Việt Nam đồng. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Mọi người ai đặt hàng thì nhớ liên hệ Facebook, Zalo, em sẽ mua và gửi về sớm cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.